Người đàn ông hung dữ lại đau đớn tục cùng này Bạn có nhận ra không? Ông ấy chính là người đẹp trai của thế kỷ Leonardo Đây là lần diễn xuất khó nhất, liêu nhất, bùng nổ nhất của ông ấy Phải chịu rét, ăn thịt sống, ngâm nước đá Vai diễn này đã giúp Leonardo, người đã cực khổ chờ đợi nửa cuộc đời Đạt được giải thưởng Oscar như ý nguyện Bộ phim này có tên là Bóng ma hiện về Sở dĩ Leonardo dốc hết toàn lực cho vai diễn này Bởi vì nhân vật ông ấy diễn là một người đã trải qua địa ngục ông ta bị một con gấu cắn xé, bị thương nặng sắp chết và trong lúc trọng thương đã tận mắt nhìn thấy đồng đội giết chết con trai mình. Với một lòng phẫn nộ và thù hận, ông ta gắng sức bò về từ cõi chết, một mình vượt qua hàng trăm cây số trong giá rét, ăn tươi nuốt sống suốt đoạn đường chỉ vì để báo thù. Nhân vật này là một nhân vật có thật, tên là High Class. Ông ta sống trong thời đại thiếu văn minh của nước Mỹ, sự căm thù và xung đột giữa thực dân và thổ dân da đỏ ngày càng gay gắt mới bắt đầu người thợ săn đã bị người da đỏ đột kích chỉ vài phút ngắn ngủi thi thể đã chất đóng khắp nơi đến khi class kêu mọi người trốn xuống thuyền thì đội thợ săn đã chết 32 mạng trên thuyền class nơm nớp lo sợ ông ta biết người da đỏ sẽ đuổi theo bọn họ đến cùng bắn cùng hoặc đánh lén bất cứ lúc nào bọn họ giống như những tấm bia sống vì để sống sót class đề nghị đội trưởng hãy đi đường bộ đội trưởng tin vào kinh nghiệm của ông ấy nên dẫn theo cả đội rời thuyền tiến vào rừng tuy nhiên điều không may đã xảy ra với class hôm đó ông ta đang dò đường trong rừng đột nhiên cảm giác hơi kỳ lạ vừa quay đầu lại thì nhìn thấy một con gấu xông tới chỗ ông ta class cố gắng kêu lớn nhưng không ai nghe thấy ông ta bị lôi tới lôi lui mỗi một nhát đều vô cùng đau đớn cuối cùng con gấu cũng dừng lại ông ta nhanh chóng giả chết cấu mẹ quay đầu bỏ đi chăm sóc gấu con class nhân cơ hội này nhặt súng lên bắn vào nó một viên nhưng lần này đã chọc giận nó cấu mẹ bắt đầu điên cuồng cắn xé lôi kéo lần này nó dùng hết sức lực class đã hết sức để kêu gào may mà con gấu lần nữa đã tạm dừng lại tranh thủ lúc này class rút dao ra đợi đến lúc lần thứ ba gấu mẹ nhau tới ông ta đâm liên tiếp nhiều nhát cuối cùng cũng giết được gấu mẹ cùng đôi xuống vách đá với nó đến khi đồng đội tìm được ông ấy tất cả mọi người đều kinh ngạc bọn họ kéo gấu mẹ ra có một tên lập tức nôn mửa bởi vì nhìn class vô cùng thê thảm bọn họ cấp tóc khâu vết thương cho ông ấy ông ta gào thét rất lâu rất lâu khi bọn họ bằng xương chân bị gãy của ông ta vào đúng vị trí đã làm ông ấy đau đến ngất đi cả đội không thể nán lại lâu chỉ có thể khiêng glass để gấp rút lên đường khi đến vùng đất đóng băng dù bọn họ có khâm phục glass đi chăng nữa thì chắc chắn có lúc cũng phải chén ghét ông ta ai cũng nghĩ ông ta sẽ chết ngay tức khắc nhưng ông ta vẫn không chết làm liên lụy đến bọn họ khi bọn họ đến một nơi phải leo núi mâu thuẫn đã bùng phát cuối cùng đội trưởng quyết định từ bỏ class nhưng ông ta không nỡ bóp cò nên đã treo thưởng cho hai người có thể ở lại canh class đến khi chết và trung cất ông ấy mỗi người được thưởng 100 đô la con trai của class là một chàng thanh niên quyết định ở lại nhưng có một tên thợ săn xấu bụng hắn tên là Fitz vì cũng tham tiền nên ở lại thế là ba người bắt đầu ngồi đợi class chết ngay kế tiếp hai người thanh niên đi săn chỉ còn lại Vít canh chừng class hắn ta đột nhiên nói với class đừng ráng nữa để tôi tiễn ông đi nhé thế là viết nhét vào miệng class một mảnh vải cố tình làm ông ta nghẹt thở lúc này cậu con trai chạy về thấy vậy đã đánh Vít, kết quả Vít nổi cơn hung hăng rút dao đâm chết cậu nhóc class liều mạng gầm lên nhưng ông ta không ngăn cản được gì sau đó viết đã nói dối để lừa cậu thanh niên còn lại nói rằng người da đỏ đến rồi đưa cậu ta đi cùng mình để lại một mình class nằm trong bùn đất không biết đã qua bao lâu class bất ngờ tỉnh lại bò ra khỏi hố chăm chậm chậm lết đến chỗ xác của con trai ông ta dựa vào con mình ngủ thiếp đi lần nữa tỉnh lại ông ta biết mình không thể ở lại đây nữa ông ta chào tạm biệt con lần cuối sau đó bước tiếp để báo thù ông ta gấp gáp bẻ một khúc xương bò móc ra một chút tủy trong xương đây là lần đầu ông ta được ăn trong mấy ngày vừa qua nhưng nhiêu đây quá ít ông ta chỉ đành tiếp tục bò đi tìm thức ăn cả người trọng thương mỗi lần dùng sức đều chảy máu rất nhiều đang sốt cao một chân lại bị gãy rừng rậm đã vào mùa đông không nơi nào có thức ăn xung quanh vài dặm không có nhà dân bạn nghĩ ông ấy có sống được không không biết đã bò trong bao lâu class bò đến nơi bờ sông, trước tiên uống một chút nước, nhưng nước uống vào lại rỉ ra từ vết thương ở cổ họng, ông ta chỉ đành lấy một viên đạn, lấy thuốc nổ bên trong bôi lên vết thương ở cổ họng, sau đó đốt lửa bằng đá lửa làm mỏng cổ họng của mình, class dưỡng thương ở bờ sông mấy ngày, thức ăn là chim nhưng chưa được nhổ lông, hết chim thì nhổ cỏ dại để ăn, ông ta cảm thấy mình sắp chết đó rồi, nhưng hôm đó lại bị người da đỏ tìm thấy, class lập tức lao xuống sông, trôi đi theo dòng nước cuốn, toàn thân lạnh buốt cũng không quay đầu lại ông ta may mắn thoát được sự truy sát của người da đỏ nhưng lại suýt chết chìm trong dòng nước chảy xiết ông ta tìm được một cốt của nổi ôm lấy nó trôi đi rất lâu cuối cùng cũng đến được bờ sau đó ông ta đốt lửa hông khô làm ấm cơ thể rồi lại là một cái bẫy nhỏ dưới sông bắt được cá ăn sống ngay tại chỗ lúc này ông ta đã có thể chống gậy di chuyển rồi ông ta leo lên đồng bằng nhìn thấy một bài sói đang bao vây một con bò tây tạng bò tây tạng đấu không lại tích tắc bị cắn chết đêm khuya ông ta bị tiếng tru của sói đánh thức bò lại nhìn thử một người da đỏ đang dùng lửa đuổi bầy sói đi sau đó ăn sống con bò tây tạng class bước đến người da đỏ vương cung class quỳ xuống đầu hàng chậm chậm bò đến cầu xin hắn ta cho một ít thức ăn tên da đỏ vứt cho class một miếng gan bò ông ta ngấu nghiến ăn ngày hôm sau class kể về những việc mình đã trải qua cho người da đỏ nghe và đưa móng vuốt của gấu mẹ cho hắn xem người da đỏ tôn trọng nỗi đau và ý chí của ông ta và cả quyết tâm báo thù hắn quyết định được class đi cùng hai người đồng hành với nhau người da đỏ chăm sóc cho class giữa hai chủng tộc đã kết nên một tình bạn hiếm có có hôm trời nổi gió lớn class sắp bị rét đến nơi người da đỏ nhanh chóng đút lửa cho ông ta chặt cây làm lều chắn gió đến khi class tỉnh lại vào ngày hôm sau bò ra khỏi lều gỗ muốn cảm ơn người da đỏ nhưng lại không tìm thấy hắn ta ông ta đi tìm khắp nơi cuối cùng cũng tìm được người da đỏ hắn ta đã chết bị treo lên cây kẻ giết chết hắn là bọn thực dân pháp một đám lưu manh tàn ác chúng lên án người da đỏ tàn sát người Mỹ, còn bắt cóc con gái của một tù trưởng da đỏ, thực hiện hành vi tàn bạo đôi bại với cô gái mỗi ngày. Class muốn báo thù cho bạn mình, thế nên ông ta lén lút lẻn vào đó, tìm được bay ngựa của chúng, cởi trói cho những con ngựa. Lúc này ông ta nhìn thấy một tên thủ lĩnh đang hãm hiếp một người phụ nữ da đỏ, Class cứu được cô ấy, sau đó xung đột xảy ra cô gái và class tự mình chạy trốn bầy ngựa của những người pháp cũng tản đi khắp nơi sau đó class một mình lên đường bị một nhóm da đỏ khác tập kích ông ta cởi ngựa bỏ chạy nhưng thiểu số sao thắng được đa số bị người da đỏ ép rơi xuống vách núi class lại một lần nữa gặp đại nạn không chết ông ta được đất tuyết cứu lấy nhưng ngựa của ông ta thì chết rồi ông ta cảm thấy toàn thân rét lạnh gió to thổi đến ông ta lại đối mặt với số phận bị chết rét một lần nữa ông ta mổ bụng con ngựa moi hết nội tạng ra ngoài sau đó cởi sạch quần áo chui vào trong bụng ngựa bên ngoài cực kỳ lạnh chỉ có nơi này còn sót lại hơi ấm của sự sống cuối cùng lát lại sống sót qua trận bão tuyết dữ dội một lần nữa ánh nắng chiếu rọi ông ta cũng bò ra khỏi bụng con ngựa mặc đồ vào tiếp tục lên đường đông bằng phủ tuyết bao la ông ta một mình nhỏ bé trong lòng chỉ đầy hai chữ báo thù Đêm hôm đó, một đoàn người cầm đuốc phát hiện ra ông ta là đội trưởng. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, tại sao Glass vẫn còn sống? Hắn bị gấu cắn xé như thế kia, lại phải một mình vượt qua vùng đất hoang vu mấy trăm cây số mà vẫn có thể sống sót, thật đúng là thần kỳ. Khi Glass nói sự thật rằng Fitz đã giết con trai mình và để lại hắn nằm trên đất tuyết cho chết, cho đội trưởng biết, đội trưởng phẫn nộ, hắn vội vàng lao về doanh trại trước, lục tìm Fitz khắp nơi, nhưng tên Fitz Ranma này đã sớm ngửi được mùi nguy hiểm nên đã bỏ trốn, còn trộm theo tiền của đội trưởng đội trưởng không còn tiền thuê người nữa hắn quyết định tự mình ra ngoài truy bắt phép nhưng class yêu cầu cho ông ta đi cùng cả hai lên đường class đã dùng khả năng theo dõi tuyệt vời của mình tìm được tung tích của phép ở một vùng đất tuyết, hai người chỉ nhau hành động. đáng tiếc đội trưởng đụng trúng vít, hắn đã mai phục từ trước. một tiếng súng nổ lên, Glass ở phía xa nghe thấy, ông ta đi theo tiếng súng, tìm thấy xác của đội trưởng. ông ta quyết định đưa xác của đội trưởng lên lưng ngựa trở về. đi được một đoạn, Glass bị vít đang mai phục ở góc tối phát hiện. vít từ xa nổ một phát súng, người trên lưng ngựa ngã xuống, hắn ta thắng rồi. vít đi về phía thi thể kiểm tra, nhưng lật xem trên lưng người này có một cành cây đây là đội trưởng được cành cây dựng thẳng lúc này class người đang giả làm thi thể bất ngờ nổ súng bắn trúng fit fit vội vàng bỏ chạy Glass ra sức theo đuổi cuối cùng cả hai chạy đến một sườn dốc đều bị trượt xuống súng của cả hai đều đã rơi mất trên người chỉ còn lại vũ khí lạnh fit cũng không muốn chạy nữa hắn biết không thể nào thoát được một trận tử chiến một kẻ cầm rìu một kẻ rút dao khai chiến cả hai dùng sức fit đâm một dao vào chân của Glass trước lưỡi rìu của Glass bị rơi xuống cả hai bắt đầu giành dao trong lúc chiến đấu tay của class bị cắn đứt ông ta dùng hết sức đâm dao vào bụng của fit giành lại chiến thắng lúc ông ta sắp giết chết fit, lại nhìn thấy người da đỏ đang Chầm chăm đi đến từ con suối đối diện class chậm rãi nói bằng tiếng ấn độ báo thù là công việc của thần không phải của tôi rồi ném vít xuống sông để hắn trôi về hướng người da đỏ người da đỏ lột da đầu của vít cuối cùng đã kết thúc cuộc đời của kẻ ác class báo thù thành công người da đỏ đi ngang qua hắn lạnh nhạt nhìn hắn một cái không giết hắn kết cục class một mình rời đi trong mơ hồ ông ta nhìn thấy linh hồn của người vợ đã mất luôn ở bên cạnh mình suốt cuộc hành trình cuối cùng lại biến mất, cũng có nghĩa là mặc dù ông ta đã hoàn thành việc báo thù, nhưng một phần ấm áp và nhân tính nhất trong lòng đã chết đi. Hai class trong hiện thực vẫn bị sát hại vào năm 50 tuổi, thời đại mang rợ của loài người đã phạm rất nhiều tội ác tàn bạo. Loài người đi được đến hiện tại không nên tự mãn mà nên nghiêm túc chuộc tội mới phải.